Xin chào tất cả chị Khoan thân yêu. Mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ cũng đang 12 giờ trưa rồi. Thứ hai đầu tuần ngày 18 tháng 4. Siêu thị ô tô Bình Dương chốt rất là nhanh một chiếc Corolla Altis cho anh trai ở Củ Chi. Altis số sàn 2018. Đó, anh lên xem xe là phun tiền mắc xe về nhà luôn. Ngay trong vòng 30 phút rồi. Cực kỳ là nhanh gọn một chiếc Altis số sàn. Một chiếc xe lồi đồng côi đá đúng không ạ? Bền form giữ dáng rất là đẹp. Em xe này thì đã xì ba sẵn rồi, nên là các anh nên xem xe là chỉ việc mang về luôn thôi. Còn em Altis nha, giờ thì bên em sẽ hỗ trợ người đưa các anh về Củ Chi. Mang giấy tờ cái bên trong rồi. Về Củ Chi. Cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ siêu thị ô tô Bình Dương rất là nhiều. Đấy, bác nhá. Rồi, chúc bác đi tốt dùng bền. Đấy, vạn dặm bình an. Rồi. Ok. Thì anh em sẽ đưa anh về Củ Chi thì về chỗ nào thì anh báo nhá. Rồi. Hỗ trợ đưa về tận nhà. Đường ngắn là anh em tôi xử lý được. Ok, được. Dạ chị. Rồi, cảm ơn các bác nhá.